Sắp chặt đó lên. À, vậy vậy là mình xây bồn cái mình cái nhà xuống á. Rồi chứa làm giữ trữ làm xài luôn ha. Là tắt lửa chỉ ra nuôi mấy bè cá luôn. À tôi nói ông bè giờ tiến sang lại cho ông bè tiến giờ ta đi vô trong phòng cũng vô đó. Vô mũi mua cá ngoài rồi bánh chào mới nữa lại vợ nó mua trở lại cho nó dạ. Sáng nay em có nữa nè mày cao không có cá đó hả? Khổ quá cả không có đồ không có đi còn cái món nó dâm quá trời chỉ mấy bữa luôn á anh đang bán người cô giữ đây với ai đây quá đã cho anh 5 kg mọi người tính luôn cá rổ ha. Ờ tụi con nướng đi chút nữa để miếng đá vậy đó. Cái miếng đá để giữa mình đốt rồi để nó trên miếng đá. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình bắt đầu nướng nha cả nhà. Nước mới đụng lâu nó ra đây còn bỏ vô cái kia cái này vô. Kiếm cây chờ móc nó ra. Kiếm cây giật cặp. Rồi quá. Rồi. Thành thấm mình ra nha. Đây nha cả nhà. Dưa chín đó hả? Để mà đá. Ở miệng rồi. Quá màu dễ ăn à. Cua này. Đó, đưa vô nướng luôn. Chắc có 5 kg rồi đó. Cái này mắc không ta? Mắc á, cái 25 ngàn. Nè làm người lắm nè. Cho nó vô luôn. Nước có gồng đâu khè. Chín chưa? Ốc chưa? Ê cua chưa mấy gì chín? Để chút nữa đi. Con kia hở miệng giùm lại luôn rồi. Thằng sữa ở đâu? Thằng sữa ở đá, nó bén hơn lưỡi lam nữa. Không đi đụng. Sò lông vậy ha. Dạng sò lông vậy trắng nó bén hơn cái kia. Lấy còi ra. Chút nữa nướng mình, chút nữa nướng kéo cái còi đó ra nè. Đó cái mấy giờ á. Mình kéo ra xong hả để nước. Hết luôn ha. Đi liên tục cái còi đúng không? Dạ làm hai con lại rồi. Rồi vô nè. Đây anh em nãy giờ cũng hành trình mò rồi nãy giờ nhậu cũng liêu diêu rồi. Còn em đó thì chuẩn bị kiếm kiếm khỉ. Mà
càng ngày càng nước tới sao mò. Để em đổ nó ra cái gì. Không mò được. Đâu rồi. Nước lớn là dễ mò. Bia. Mình lặn nó không có ấy. Nó đỡ. Bất lưỡi nè này. Dòm. Cái này dòm luôn. Cái này sò. Dòm luôn, dòm luôn, dòm luôn. Này mít tơ sữa. Cái này lửa nè, cái này lửa. Đây anh Toàn Thành Thơ. Vô. Anh tiếp thì bia đó, tiếp thì bia nãy. Rồi, anh Phách. Phách. Mười xã. Anh... Vô kìa. Quay lại mười xã rồi. Đây mười xã nè. Vô. Quay anh Tài Công nữa. Đây anh Bay chủ tàu chở anh em mình ra hòn chơi. Tài Công. Đây, chạy rồi. Bùng 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 bùng. Đêm năm. Con miếng thịt bự cười đá ở chiếc kìa đó. Đặt ra tay đi, cái này mình nhậu đơn sơ nha mọi người, nước lụi không à, trông dữ ha. Dục lại đi, dục lại mới đi cắn là đúng. Đây cua hồi nãy giờ nó quéo càng hết trơn. Cua nó bị vô bụng hết rồi. Đâu đúng rồi. Đây đây. Chơi kiểu sinh tồn. Có gì gấp để đây không? Có cái đồ nghề của em ở đâu? Đồ nghề, đồ nghề. À, cảm ơn anh Thở quay giùm mấy em cái đồ nghề. Cái đồ nghề vô trong camera. Để lấy cái này thọt hết. Để vẽ vô đống lửa à. Rồi, để đây vô là... đây mình nướng nghe cả nhà. Đang để... kiếm cây đồ nghề. Rồi kiếm cây đồ nghề em. Bẻ đốt rồi. Cây đồ nghề giờ nó đã vô đóng cho tàn. À, thấy dữ chưa? Nướng chỗ này mới dữ nè. Thấy gì chưa? Con giò mà cắt được lon bia cũng được lắm. Bọc đen bọc vàng và hai đó lu bu vũ bọc. Mình chơi cái ba lô vậy thôi á, mà chín ba lô là lòng đó ơi. Đem theo nó chữ mình. Đây là có. Hay ha. Xin là cho anh chữ này.